Đà Nẵng là một thành phố lớn của khu vực miền Trung và cũng là địa điểm nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch. Vì vậy, số lượng người dân du khách lưu trú ở thành phố này là rất lớn. Đáng nói, một số nhà xe đã lợi dụng điều này mở các điểm văn phòng nhà xe, bãi đậu xe, quán cà phê là nơi giao dịch, nhận hàng hóa, bán vé, nhận tiền đặt cọc vé xe cũng như đón trả khách. Tình trạng xe dù bến cóc này không phải mới hoạt động mà đã tồn tại công khai nhiều năm qua. Phóng viên trong vài khách du lịch cần đặt vé xe đi từ Nghệ An, Hà Tĩnh vào Đà Nẵng và ngược lại đã liên hệ đến tổng đài của nhà xe Hải Hoàng Gia theo số điện thoại 1900 522X. Từ số điện thoại này, phóng viên được nhân viên tư vấn đặt vé xe, giao vé cụ thể cũng như địa điểm để đón tại nhà. Sau khi phóng viên từ chối đón tại nhà thì được nhân viên đọc địa chỉ nơi xe sẽ đậu đón khách là lô số 89 đường Nam Trân, đồng thời gửi số tài khoản qua để thanh toán luôn tiền vé xe, và số tài khoản này là một số tài khoản mang tên một cá nhân chứ không phải số tài khoản của công ty. Phóng viên đến điểm hẹn tại số lô 89 đường Nam Trân thì ghi nhận đây chỉ là một nơi có biển hiệu ghi điểm giao nhận hàng hóa của nhà xe Hải Hoàng Gia nằm trên trục đường Nam Trân, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, cách bến xe trung tâm Đà Nẵng khoảng 1 km. Nhân viên nhà xe mang đồng phục sẽ sắp xếp khách lên xe như một bến xe đúng nghĩa. Tương tự, nhà xe Khanh Quỳnh chuyên tuyến Nghệ An đi Đà Nẵng cũng thực hiện bán vé qua số điện thoại và đưa đón tận nhà. Điểm tập kết của nhà xe Khanh Quỳnh ở góc ngã tư đường Thánh Tịnh và đường Trung Nghĩa Chính thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu với diện tích chỉ khoảng 200m². Những chuyến xe chở khách từ Nghệ An, Hà Tĩnh vào Đà Nẵng cũng được nhà xe Khanh Quỳnh trực tiếp trả khách ngay tại đây dù bến xe trung tâm Đà Nẵng nằm rất gần. Đáng chú ý, bến cóc của nhà xe Tân Kim Chi chuyên tuyến Đà Nẵng đi Hà Nội và Đà Nẵng đi Đà Lạt lại lên đến hàng nghìn mét vuông với quy mô đầy đủ từ phòng bán vé, phòng vệ sinh, quầy bán nước, ghế chờ sang trọng. Theo ghi nhận, điểm đón khách của nhà xe này là một khu vực rộng lớn gần như chiếm trọn 3 mặt tiền đường Nam Trân, đường Thanh Tịnh, đường Lương Thúc Đạm, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu với diện tích lên đến khoảng hơn 2.000 mét vuông. Bên ngoài đường quay tôm cao khoảng 1.5m, bên trong gồm nhiều hạng mục xây dựng kiên cố như phòng vé, bãi đậu xe, bãi tập kết hàng hóa và nhà vệ sinh, dãy ghế cho khách ngồi chờ lên xe. Trong quá trình phóng viên tác nghiệp, ghi nhận các nhà xe đón khách, trả khách cũng như di chuyển trên đường từ bến xe trung tâm Đà Nẵng đến phía hầm Hải Vân thì ít thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng. Vì thế mà nhiều nhà xe vô tư bất chấp đón khách dọc đường gây mất an toàn giao thông cho người đi đường.